Hey yo, mình là Vinh Nguyễn đến từ Team Làm. Và hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về lịch sử, chút lịch sử về của Breaking. Đó là mình sẽ hôm nay là sẽ kể về nhóm Crazy Commandos, một nhóm b-boy rất đỉnh từ giữa năm 1970 đến cuối năm 1970. Nhóm Crazy Commandos được thành lập bởi hai thành viên là B-boy Spy và B-boy Shorty. Hôm nay thì mình sẽ kể một chút về B-boy Spy. B-boy Spy được mệnh danh là bậc thầy của những ảo thuật, bởi vì B-boy Spy là người có thể đi khả năng đi footwork, những động tác. Nói chung của anh ấy là theo hai dòng, cả lẫn chiều thuận và chiều nghịch. Và chưa hết, khi mà anh ấy chuyển vòng như vậy thì anh ấy động tác của anh ấy là ra một biến thể mới. Và một điều đặc biệt của B-boy Spy nữa là anh ấy khi đấu battle, anh ấy học từ đối thủ rất nhanh và anh ấy có áp dụng lại những động tác đối thủ và up lên một level cao hơn. Chính vì vậy, người bạn của anh ấy là B-boy Tech 2 đã nói với anh B-boy Spy, công nhận B-boy Spy là người biết nhảy 1000 động tác. Anh ấy biết rất nhiều động tác. Và một trong số những động tác đó mà chúng ta biết ngày nay đó là động tác CC hay động tác six step, là những động tác mà mình cũng chỉ hiểu nhận các bạn rồi, các bạn hãy check channel của mình nhé. Ok, và đó là những động tác mà B-boy Spy đã sáng tạo ra, và ngày nay cái B-boy Bigger công nhận đó là những động tác nền tảng của Breaking. Ok, đó là một chút về B-boy Spy và cũng như là nhóm Crazy Commandos. Hy vọng những thông tin này bổ ích và giúp ích cho các bạn, cũng như là giúp các bạn thấy thú vị hơn về bộ môn Breaking này. Ok, Vinh Nguyễn, Team Lab, đi sao?